Hi, xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay là mình tiếp tục mình làm cái con game này. Con game gọi là ao cưa giấy này, và với chương 2 thì bây giờ mình cũng tiến hành qua chương 2. Chương 2 là nhiều cái mình rất là khó giải thích luôn á. Ở đây vô. Mình sẽ tìm một số cái sau chế tượng kim loại. Đây, vô. Đây cái ký tự này. 2 7 2 tam giác thập T72. Mình đã lấy được ba cái nha. Đầu tiên là cái này, tam giác thập T72. Ủa, mình thấy có gì sai sai á. Thập T72 đó, hàng trên này coi như là gọi là chính xác. Còn cái số người chết thì để tính ra coi. Cái này nó không cho dịch. Tổng có 4 bia mộ thuộc thiên can. Số người chết thì không biết. À, số người chết. Đây. 4 người chết, 3 người chết, 5 người chết, 1 người chết và 2 người chết. Nó kêu là người chết giảm dần đúng không? Số người chết thì thuộc gọi là giảm dần. Giảm dần và tính từ trái qua phải, từ phải qua trái ra. Mình cũng hoang mang. 7 7 2 7 2 thập nhân. Đầu tiên là số 7 2 thập nhân thập 7 2 thập nhân T. Số 7 như mình thấy cũng không chính xác. Còn tính về bộ thiên can thì mình rất là khó giải thích cho các bạn hiểu như thế nào. À mà thôi, cái đó làm sao đi. Ở đây là chúng ta để giải được cái bàn cờ này, chúng ta phải đọc cái này nè. Đó, trước đây có một trận đại dịch làm vô số người chết, có Vũ Hiền Bồ Tát nói rằng hiến tế hai đồng tử. Ngày đầu tiên hiến tế cậu bé áo đen, ngày thứ hai hiến tế cô bé áo trắng. Không được nhiều, không được ít, sau hai ngày đại dịch biến mất. Thì ở đây là dựa vào cái bia mộ này mình sẽ được cái này. Bây giờ hiến tế áo đen có nghĩa là ăn một quân cờ màu đen. Đặt đây, ăn một quân cờ màu đen. Sau đó đi tiến hành ăn một quân cờ màu trắng. Quân cờ màu trắng thì ngay góc này. Đó là chúng ta đã thắng. Lấy được một cái gọi là người đồng không mặt. Đó, mấy cái này từ từ tính xong được cũng không sao hết á. Còn đây là cậu bé này. Đó, các bạn nhớ ở đây là cũng có ký hiệu. Nếu các bạn có lục lạc thì các bạn sẽ đổi được cái trên này. Còn qua cái này, nó cứ theo như thế. Rồi. Vậy thì điều này chứng tỏ là chúng ta bắt đầu mới quay trở lại với lại cái thiên can đó. Cái thiên can này nó thiên về gọi là hơi nhiều cái khó hiểu. Đây này, mỗi khi có người ngoại tộc vào nghĩa trang sau núi cần phải sắp xếp lại thứ tự bài vị để báo cho lục táng Bồ Tát, đặt năm thiên can của người chết ở hàng trên.
Năm thiên can của người chết ở hàng trên theo thứ tự giảm dần theo số người chết. Đó là cái nguyên nhân này. Thiên can theo thứ tự người chết giảm dần. Vậy là 5, 4, 3, 2, 1. Đấy, chúng ta sẽ thấy T này, 5 này. Còn vị trí thiên can thì cũng hơi khó hiểu chút xíu, cho nên là mình sẽ không, mình có thể hiểu nhưng mà mình khó có thể hiểu, nói giải thích cho các bạn hiểu cho chính xác nó vị trí thiên can thế nào, cho nên các bạn là coi clip làm theo như mình là được rồi nha. Cái này mình nhớ để coi, để mình quay lại coi, hoặc không là mình sẽ chụp hình, mà chụp hình cũng không nổi nữa. Ở đây 5, tức là 5 4 3 2 1, 5 là T, 4 cái bi bộ, 5 nhà, 5 nhà thập, 27, 5 nhà thập 27, 5 nhà, cái này thập này. Đó, là chỉ cần chỉnh hàng trên là được rồi, hàng dưới là không liên quan. Chống nắc trẻ con trong nhà, ai nghịch ngợm đồ bên trong đổ mất rồi. Thì lấy được cái trống. Cái trống rồi là các bạn sẽ ổn hơn khi các bạn là người cho thằng bé này. Chúng ta sẽ lấy được cây gậy. Cây gậy thì các bạn nhớ từ đầu cốt truyện không? Đây. Bà Náo là bà mất cây gậy, đưa cây gậy cho bà. Rồi lấy cái giỏ. Cái giỏ này là lồng tre, mà lồng tre thì các bạn để ý thế này. Bắt dế thì cần phải có lồng tre. Bụi cỏ thôi. Sau đó lại đưa cái lồng tre cho cậu bé. Lấy được cái chìa khóa. Rồi lại cầm cái chìa khóa đi mở cửa nhà. Hôm qua là mình ngồi nguyên một đêm đó, mình tìm hiểu cái chép 2 này. Nó cũng căng thật. Đây này. Rồi bây giờ chúng ta cần nhớ ở cái khu này nha. Trống là bằng gậy. Dế 10 dế thì bằng một chìa khóa. Con quay thì bằng cái đầu. Nhớ cái đó. Trống thì bằng cây gậy. Mà cái trống thì bằng 2. Nhấn 2 cái. Cái đầu thì bằng 1, mà con quay cộng với cái đầu cũng là bằng 2, nhấn bên phải 2 cái. Theo hướng mũi tên nó di chuyển này. Còn lại qua bên trái chia bao nhiêu chia cứ nhấn đại cho nhanh. Đó là cách của mình. Rồi. Được, cho cậu bé 3 món đồ xong rồi. Mặt cậu bé này giống như hình nhân giấy trong khách sạn. Ai cái thằng ấy di chuyển được à? Cái đầu. Ồ, cái này xếp hình thì dễ rồi. Mình cái vòng to nhất bên ngoài không di chuyển được thì mình cứ lấy cái tâm. Mình cứ lấy cái tâm đi vô là được. Cho nên thành ra di chuyển cũng dễ. Rồi. Nhập ký à. 17 tháng 5 không phải hôm sau. Ăn chay à, lần sau chơi tiếp nha. Không lấy được đồ gì hết. Cái này hôm qua mình tìm được cái góc này là đi múc nước à. Mình chơi là mình thích chơi trải nghiệm, chứ mình không thích chơi cái dạng nhà coi của người khác. Nên thành ra có nhiều người cũng làm cái clip như mình, giống như độ Mixi á, cũng có chơi rồi. Mình thì cũng chịu thôi. Đó là thiên can này hơi khó sửa, hơi khó giải chút xíu. Tờ giấy này nè. Hôm qua mình chơi lâu quá. Ép được tờ giấy vào cái gương. Vuông vuông, vuông tay người chân. Rồi, giống như chiếc bát á.
Ở đây chúng ta lấy được cái lến trên bàn nữa. Ở trong phòng có một mớ hỗn độn. Từ cái cửa nhà đi qua bên trái có cái giếng. Đó, mặc kỳ. Lấy nước đổ vô lu. Đây là con dây chết là được lần hai. Ở đây là cái mật khẩu lúc nãy là khi mà quay cái vòng bát quái nè. Cái mật khẩu chính là cái này nha. Cứ kiếm cho mình hình vuông. Đây là trên hình vuông, ở dưới là hình vuông. Cái này chữ bát. Bát là 8 á. Cái này chỉnh kiểu gì chẳng ra. Ủa chứ kìa. Vuông chân. Đây. À đúng rồi, cái bát. Mình lộn số, mình cứ lộn số hỏi sao. Rồi, gờ múc nước. Ở đây có một câu đố mới nha. Câu đố mới thì các bạn phải nhớ được cái vị trí nó như thế nào. Mà mình chưa có được cái câu gợi ý lên, thành ra mình sẽ không tìm đâu. Cho nên leo leo lên lại. Ở đây hôm qua mình cũng đã chụp hình rồi, cho nên mình sẽ lấy hình và mình làm luôn. Cái vòng bát quái nè. Đây mình sẽ xóa mấy cái này đi. Tại vì mình thứ nhất là mình không có biết được là có cái này để lại. Đây. Do mình cũng không biết là nó là thuộc thể loại như thế nào, thành ra cũng hơi khó nói. Thì ở đây chúng ta sẽ tính từ cái gọi là cái không có gạch đi nha. Cái không có gạch là cái này. Không có gạch thì nó rơi vào cái khoảng là chữ chữ này đây. Thì ở đây thiên can này đúng. Sau đó là cái không gạch nó có chữ nhân. Không gạch là cái này có cái chữ nhân nằm đấy. Về qua rồi. Đây, xoay xoay xoay. Đây. Không có gạch mà có chữ nhân nằm dưới. Rồi ở đây gạch ngang giống như số 7. Số 7 là ở giữa, gạch ngang thì nằm trên. Số 7 thì gạch giữa. Số 7 là gạch giữa. Mình sẽ đưa qua đây cho trống này. Vậy là số 7 nó nằm đây. Đây. Số 7 là gạch giữa, còn nằm trên này là cái chữ này. Còn chữ ít. Ok ạ. Thập là trên dưới. Mình thấy lộn lộn chỗ nào mọi người ạ? Chữ nhân này. Vậy cái chữ này sẽ là cái chữ nhân. Chữ nhân là không có gạch nào hết.
Số 7 mình lại xoay xoay. Số 7 đâu ta? Số 7 là gạch ở dưới. Ở số 7 nào ta? Số 7 phết này. Ê khoan, hình như câu đố thay đổi á. Vậy là mình phải chụp lại từ đầu rồi. Đây, mình sẽ chụp lại. Đúng rồi, câu đố được thay đổi. Hôm qua mình tính như hôm qua, mà hôm nay mình lại tính như hôm nay, là thành ra là không chính xác. Tại vì mình tự nhiên mình phát hiện ra là có hai số 7. Rồi có. Rồi, nhỏ vậy nhìn cũng được. Trên dưới. Thập là trên dưới nè. Cắt ngang là chữ nhân này. Chữ nhân là không gạch nào hết. Gạch lung tung là chữ bát này. 7 thập. Rồi, mình bị lộn hai chữ rồi. Số 7 là gạch trên dưới. Rồi, mình hiểu rồi, mình bị lộn chữ rồi. Mình lộn, bị lộn hai chữ. Đó. Rồi xong, hóa ra mình bị lộn chữ. Rồi di ảnh nè. Ủa, con này sao rơi vậy? Trái là âm, phải là dương, mộc kim càn, hỏa tại khôn, thổ tại khôn, lục trắng. Hỏa kim càn, thổ tại khôn. Về mặt cái tấm hình này á, các bạn phải nhớ được vị trí của nó, chứ phê lắm mọi người ạ. Đây, đưa tấm hình lên. Chúng ta nhớ được bốn vị trí này. Ồ, bà này. Ở đây thì mình cũng có chụp hình cái tấm hình đó rồi, nên thành ra là mình cũng có thể nhớ được. Thì ở đây là giống như là cái mặt ngựa này. Người này. Và cái vị trí đó thì nó nằm ở dưới giếng nha mọi người nha. Hôm qua ngồi mò 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 giờ mới phát hiện ra cũng đỡ. Rồi xuống dưới. Rồi lấy vị trí thôi. Xóa đi. Cái màu xanh lam. Xanh nam mà ba gạch. Đây xanh nam đây. Xanh nam là vị trí 9 giờ nè. Màu vàng là chữ L.
Màu vàng là chính là màu trắng, màu màu xanh, xanh lục là hình người chạy. Đây hình người chạy. Mình lại là hướng 6 giờ. Màu vàng là chữ L nằm đâu ta? Đây, màu vàng ở góc 11 giờ này. Đỏ xoay kiểu gì không dính. Chỉ cần nhớ ba cái được rồi. Rồi xong. Bây giờ mình đi lên thôi. Quan trọng hơn, bức ảnh đã biến mất. Nhà xong, nghĩa địa xong, bàn thờ xong. Vậy còn một cái miếu. Với cái miếu thì chúng ta phải nhớ theo giống như sách nó ghi. Vật âm thổ, vật âm, à thiếu lá cây nữa, để mình nhớ coi cái lá cây nó nằm đâu ta. Mình sẽ lấy lại bốn cái này. Lá cây, còn một cái đố nữa mình chưa có lấy. Đúng rồi, lá cây nhìn lấy được rồi nè. Nãy mình quên không mở hết trang. Thì để các bạn nhớ chính xác thì các bạn phải nhớ được nha. Đây, trong sách nó có ghi nè. Có đúng sách này không ta? Thiên can người chết theo hàng thứ tự. Đúng rồi, trong nhà cậu bé có ghi, trong nhà cậu bé có ghi cuốn sách đó. Đây. Trái là âm, phải là dương. Cứ bên trái là thuộc tính âm, bên phải thuộc tính dương. Càn khôn. Mình trở về lên núi thôi. Nè. Đọc tiếp cuốn sách này. Là cứ bên trái bên âm, bên phải là dương. Lá cây có dương, khí nặng là âm mộc. Kim cần tượng phải là dương. Vật dương, vậy thì có nghĩa là bây giờ là trái âm. Đây cái này mình đặt bên tay phải nha. Xem tiếp. Bên phải là dương. Dương hỏa các vật chấn lửa. Vật chấn lửa thì ở đây nữa có nghĩa là đây cái lến là xong. Phải đây mộc thổ con sâu chết thay thế rồi, còn hai cái cũng dễ mà. Đó lá cây con sâu chết. Ổn không? Các bạn thấy ổn không? Chứ mình thấy không ổn này. Con ma thấy ghê quá à. Âm thanh cũng rùng rợn nữa. Hôm qua mới mò được chắp hai. Vâng, là kết quả là xong rồi nhá. Thì hiện tại mọi người coi, nếu mà thích thì nhớ bấm đăng ký kênh, like, share video cho mình, ủng hộ mình nha mọi người nha. Mình sẽ tiếp tục tiến hành chương 3 vào ngày mai, hoặc là bây giờ mình sẽ làm luôn nhưng mà theo dạng là hướng dẫn, chứ gọi là tìm tòi chứ không phải theo dạng hướng dẫn nữa. Vâng, mà mình xin phép là kết thúc video ở đây nè. Bye bye mọi người nè. Bye bye.